Mời rời tí tách liệu em còn nhớ thương ai? Sao chúng ta chẳng thể bước qua nội chương 2? Và rồi kết thúc là lựa chọn tốt. Cho hai đứa mình sau này không ai phải khổ đâu. Bình yên của anh thì cũng chẳng còn. Mỗi người mỗi đường không còn là những ngày sau. Cuộc ngày này không đẹp như cách ta mong muốn. Nỗi buồn thường trực khi màn đêm lại buông xuống. Em đã thấy rõ kết thúc mọi chuyện trong đâu. Yeah.
Thank you.